Đây đất sét nè. Đây đất sét. Đây là cái khuôn nha, mình lọc ra đấy. Wow, đây là silicone dẻo nè. Đây là cái khuôn, cái vật liệu mà mình muốn đổ nè. Đó thì đơn giản thôi, các bạn để xuống, đặt xuống nè. Đây, như đây mình đã từng làm nhưng mà cái đoạn này mình quên quay lại rồi. Mình đặt xuống nè. Cái mình sẽ vẽ một cái viền xung quanh đó. Mình lấy ra thì nó khó có cái viền này, sau đó mình lấy dùng đất sét mình nặn thành cái tường vây. Cái tường vây xung quanh cái này rồi mình bỏ này vào để cho nó khỏi bị dính đất sét thôi. Bỏ vào cách mỗi bên là 1 cm. 1 cm mỗi bên. Rồi sau đó là mình trộn silicone loãng á, trộn với chất phụ da, nó trộn thật là đặc, mình khuấy là thật là đều, sau đó là mình, sau khi khuấy đều xong rồi thì mình gỡ ra, mình đổ vào trong cái khuôn, cái đều đổ vào trong khuôn thì nó sẽ sau một thời gian khoảng vài tiếng đồng hồ sau thì nó sẽ khô rồi mình lấy ra thì nó sẽ có cái khuôn như thế này. Nhưng mà các bạn chú ý nha, chúng ta dễ bị cái lỗi như thế này nè. Đấy, những cái bọt như thế này nó làm mất thẩm mỹ cho cái sản phẩm của mình. Bởi vì vậy cho nên là khi mình đổ á, là đổ khuôn á, mình nên pha loãng cái silicone để khi mình rót xuống á, nó chảy thấm đều vô chắc trong tất cả khe của vật liệu của mình. Xong đó, sau đó nó khô thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng, nó không bị bọt bóng, nó không bị hư cái khuôn nha. Đây, cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi, đừng quên bấm đăng ký để ủng hộ cho kênh nha.